Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục điểm báo. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, 1945-2021, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phối hợp khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, tổ chức hội thảo khoa học theo hình thức trực tuyến với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập tự do hạnh phúc. Các nhà nghiên cứu đều khẳng định với Chủ tịch Hồ Chí Minh, nền độc lập dân tộc phải gắn với tự do hạnh phúc cho mọi người dân, Khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập tự do hạnh phúc đã trở thành nguồn động lực sức mạnh vô cùng to lớn, thúc đẩy nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thách thức. Trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu hy sinh vì những mục tiêu giá trị cao cả của dân tộc và nhân loại, trong đó đặc biệt là khát vọng độc lập tự do hạnh phúc, khát vọng của người, tư tưởng đạo đức phong cách của người tiếp tục soi đường chỉ lối để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển với một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc cùng tiến bước sánh vai với các cường quốc Nam Châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng toàn dân tộc ta. Hiện nay, toàn đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng, đẩy mạnh cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn đẩy lùi dịch Covid-19, bảo vệ tự do, hạnh phúc của nhân dân, ý chí khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập tự do hạnh phúc cần tiếp tục được vận dụng và phát triển sáng tạo nhằm động viên phát huy cao độ truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, vượt qua những khó khăn trở ngại, vững bước trên con đường đổi mới và phát triển vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa giới thiệu hai cuốn sách Toàn Đảng toàn dân chung sức đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc và đoàn kết vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hai cuốn sách tuyển chọn 180 bài phát biểu, bài viết, bài nói, bài trả lời phỏng vấn, thư điện chúc mừng quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 4 năm 2021. Nội dung các cuốn sách được sắp xếp theo 4 chủ đề: đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chủ động tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế. Trong bài phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tháng 1 năm 2021, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay. Tổng Bí thư nhấn mạnh, tiếp tục quán triệt đầy đủ, đúng đắn, sâu sắc hơn nữa những quan điểm chủ trương đường lối của Đảng về phát triển kinh tế xã hội để nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, từng địa phương, bộ ngành, lĩnh vực cụ thể công tác xây dựng trình đốn đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng đặc biệt, tiến hành toàn diện đồng bộ có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Đảng luôn trong sạch vững mạnh, đúng ngũ cán bộ đảng viên không ngừng nâng cao phẩm chất năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sáng suốt, không bi quan dao động, không chủ quan tự mãn. Trình đốn đảng là nhằm khắc phục những thiếu sót khuyết điểm, làm cho đảng xứng đáng là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước củng cố tăng cường hơn niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước. Ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm nay sẽ là một ngày đáng nhớ, đúng vào lúc toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức phòng chống đại dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân. Cùng với công lao to lớn của lực lượng tuyến đầu, đó là các y bác sĩ, nhân viên y tế, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, các nhà báo, tổ COVID cộng đồng, các tình nguyện viên, tổ thiện nguyện. Đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam cũng đã có những đóng góp thiết thực hiệu quả vào công cuộc phòng chống dịch COVID-19. Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, gần 2 năm qua, cả thế giới phải đương đầu với đại dịch COVID-19 cực kỳ nguy hiểm, đe dọa sức khỏe tính mạng và sự an toàn của cả nhân loại. Trong bối cảnh đó, Đảng và nhân nước ta đã có nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả để phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Kết quả đó là công sức của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Khái quát lại sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân được thể hiện ở ba lĩnh vực cụ thể. Thứ nhất là việc doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam tích cực đề cao tinh thần yêu nước, tương thân tương ái, trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp kinh phí hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch. Thứ hai là doanh nghiệp, doanh nhân tiên phong cùng với chính phủ thực hiện chiến lược vaccine dựa trên 3 trụ cột chính, nhập khẩu vaccine, nhập khẩu công nghệ để sản xuất vaccine, nghiên cứu sản xuất vaccine ở trong nước. Thứ ba là doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam tích cực chủ động tham gia, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, không để ai bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm trong mỗi con người Việt Nam đều tiềm ẩn sức mạnh để tạo nên sức mạnh của dân tộc như từng chiến thắng nhiều kẻ thù trong quá khứ, vững vàng trong gian khó ở thời điểm hiện tại và kiên cường hướng đến những khát vọng trong tương lai. Những ngày tháng 9 lịch sử này không thể không nhắc lại câu chuyện từ những ngày đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cách đây tròn 76 năm. Một ngày sau khi ra mắt toàn thể quốc dân tại quảng trường Ba Đình, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 3 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên 6 vấn đề cấp bách mà chính phủ cần giải quyết ngay. Trong 6 vấn đề đó, ưu tiên số 1 là cứu đói. Trong bối cảnh hiện tại, khó khăn là rất lớn, hàng chục triệu người lao động bị giãn, mất việc, hàng triệu gia đình thiếu thốn, sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, không để bất kỳ người dân nào bị đứt bữa. 100% người dân phải được chăm sóc và hỗ trợ y tế, người dân phải được tiếp cận vaccine, tháo bỏ những thủ tục để nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh. Đó không chỉ là những khẩu hiệu mà thực sự là những chính sách đã được thực thi qua những gói hỗ trợ. Những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước thông qua những giải pháp cụ thể cùng sự đồng lòng của người dân trong bối cảnh khó khăn hiện nay là một minh chứng hùng hồn của sự đoàn kết toàn dân, của ý chí kiên cường và của cả niềm tin, sự lạc quan để vượt qua gian khó chiến thắng dịch bệnh. Với nhan đề Nông dân có thêm kênh bán nông sản trong mùa dịch COVID-19, báo Tiền Phong số ra hôm nay viết, diễn đàn sẽ tổ chức theo từng chủ đề ngành hàng nông sản theo từng mùa vụ được gắn với từng vùng miền. Người nông dân có thể giới thiệu quảng bán nông sản tại diễn đàn, từ đó giúp người bán tìm đến, người mua dễ dàng hơn, khắc phục được tình trạng mù mờ thông tin trong việc tiêu thụ nông sản. Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, trong thời gian tới, diễn đàn cần có sự hỗ trợ tìm kiếm, đàm phán, kết nối thị trường tiêu thụ nông sản và phát huy tối đa vai trò dẫn dắt, đi hướng của doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra các sản phẩm bảo đảm chất lượng an toàn trách nhiệm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của thị trường, của người tiêu dùng. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức theo từng chủ đề, ngành hàng nông sản theo từng mùa vụ được gắn với từng vùng miền và các sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn như diễn đàn thông tin kết nối cung cầu nông sản, lương thực thực phẩm cho Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc, đồng bằng sông Hồng, miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và các vùng bị giãn cách do dịch Covid-19. Kết nối cung cầu vật tư đầu vào, thúc đẩy sản xuất các vụ quan trọng còn lại trong năm, tôm nuôi vụ 2, vụ 3, lúa vụ thu đông và đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long, khắc phục được tình trạng mù mờ thông tin trong việc tiêu thụ nông sản. Đây cũng là cơ sở để thực hiện việc chuyển đổi số nông nghiệp trong thời gian tới. Bệnh nhân nhiễm và qua đời vì COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh những ngày qua vẫn ở mức cao, thế nên chỉ có cách thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch cùng với việc tiêm vaccine đủ liều bao phủ cho người dân toàn thành phố mới mong giảm được thực trạng đáng lo ngại này. Khó có thể có khái niệm nào lột tả chính xác bản chất hơn khi dùng từ ngáo quyền để chỉ về những người ảo tưởng về sức mạnh bản thân và bộc lộ ra bên ngoài bằng những hành vi thiếu ý thức, chuẩn mực xã hội, nhất là ứng xử với hoàn cảnh nhân loại đang phải đối đầu với cơn đại dịch. Đáng buồn trong thực tế vẫn còn không ít nhân vật ngáo quyền, đó là một cán bộ làm trong nghề thuế ở Biên Tre khi bị nhân viên ở chốt kiểm soát dịch yêu cầu dừng lại để kiểm tra, đã không chấp hành mà còn lớn tiếng, Sao không đi làm tự bay không có lương. Hai một ông ở Hà Nội đã vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19, còn xưng là tiến sĩ, làm ở cơ quan này, cơ quan nọ rồi lăng mạ các nhân viên thừa hành công vụ. Ngáo quyền có vẻ cũng là dịch bệnh, dễ lây lan như virus gây nên bệnh COVID-19. Thuốc đặc trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 có thể chưa sớm tìm ra, nhưng biệt dược chữa bệnh ngáo quyền thì sẵn có. Hãy cứ dùng công cụ pháp luật để xử lý, kể cả xử lý hình sự những kẻ ngáo quyền, xem thường nhân viên công vụ, xem thường những quy định về phòng chống dịch không cần biết ông là ai, thậm chí với những người có trình độ chức vụ là cán bộ khi ngáo quyền lại càng phải xử lý nghiêm hơn để làm gương, khi đó chắc chắn bệnh ngáo quyền sẽ thuyên giảm nhanh chóng. Khi năm học mới sắp bắt đầu, thông tin không tăng học phí năm học 2021-2022 cũng như nhiều địa phương quyết định miễn học phí cho học sinh, học phí các trường đại học công lập không tăng trong năm học mới như một làn gió mát lành trong lúc cuộc chiến chống Covid-19 vô cùng gian nan quyết liệt và việc làm ăn cũng như cuộc sống của nhiều hộ gia đình gặp khó khăn. Năm học 2021-2022 này là một năm học hết sức đặc biệt, một năm cả thầy và trò vừa dạy vừa chống dịch, một năm học sẽ đi vào lịch sử của nền giáo dục nước nhà cũng như trở thành ký ức của người Việt Nam, một năm học mà chính phủ trong bộn bề lo toan vẫn lo cho dân, vẫn lo cho những đứa trẻ được đến trường. Rồi đây, những thế hệ học sinh ngồi trên ghế nhà trường trong đại dịch COVID-19 sẽ trưởng thành, sẽ nhớ lại những tháng ngày chống dịch, sẽ nhớ lại một năm học vô cùng đặc biệt khi vẫn được đến trường trong tình yêu thương bao la của người thân, của gia đình, của xã hội. Cũng chính trong những ngày tháng gian khó này, Hội khuyến học các địa phương, Quỹ khuyến học của nhiều dòng họ cũng đã khẩn trương vào cuộc lo cho việc học. Truyền thống hiếu học, truyền thống tương thân tương ái cũng chính là từ đây. Chỉ ít ngày nữa thôi, năm học mới sẽ bắt đầu. Trong khó khăn, tiếng chống trường vẫn điểm. Những đứa trẻ hôm nay chủ nhân của đất nước ngày mai sẽ khắc ghi trong tim mình những tình cảm sâu đậm để giờ học tập có trách nhiệm hơn, sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm báo ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.